không biết chim gì luôn mọi người ạ. Rất là kinh. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Mấy Nhỏ của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip là mình đi bắt cái con chim nó nằm trong cái tổ nè. Mình lấy đèn pin mình soi vô mình thấy nó nằm trong đó là mọi người à. Một là nó nghỉ mát, hay là nó làm tổ để trong đó thôi. Tại vì quê mình rất là nắng nóng luôn, nắng kinh khủng nắng luôn mọi người à. Đây mình có làm một cái móc nè. Đó, cái móc đây bắt bắt chim giống như là bắt con thằn lằn vậy mọi người à. Con thằn lằn ở đó tắc ké gì đó, mình cột vô cổ nó xong rồi mình kéo đầu nó ra thôi. Đó, bây giờ mình thọc cái dây này vô nè để mình bắt nó. Mình bắt cổ là móc cho cái cổ là móc cánh móc chân mình kéo ra đại mọi người. Hên xui trúng cái nào trúng, tại vì hang này rất là sâu nó tới thui à. Bây giờ mình quay clip vô thì cũng không có thấy được mọi người, tại vì khi nào mà mình bắt nó ra thì mình mới quay cho mọi người xem nha. Như lại mình không có đặt camera được, mình đi là bắt có một mình à. Đó mọi người xem ở dưới đây nè, đây là cái hũng nước luôn. Hũng nước cái mà đất của nó chài xuống dưới sâu quá mình không có quay cho mọi người xem được, mình không đặt camera được tại vì gió nữa, mình để một cái là nó rớt xuống dưới là ập xuống đó là xong rồi, hư điện thoại luôn, là mình hết nó quay clip cho mọi người xem luôn. Nên khi nào mình kéo đầu nó ra thì mình mới quay cho mọi người xem cho mọi người nha. Mọi người thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình bắt nó nha. Rồi bây giờ mình đã cho cái dây nó vô cái cổ con chim rồi mọi người ạ. Giờ mình kéo ra nha. Ở trong hang nè. Mình không biết con chim gì luôn. Rất là khó soi luôn mọi người, tối lắm mình không thấy gì hết trơn. Không biết mọi người thấy không? Kéo nó ra nha, kéo nó bắt ra ngoài nha. Mạnh lắm mọi người ơi, lôi nó ra nó không chịu ra luôn mọi người. Mùi thấy không? Giờ mình đang còng cái cổ nó nè. Không biết chim gì luôn mọi người ạ. Rất là kinh. Kéo nó ra nó không chịu ra luôn nha mọi người nha. Đó. Mọi người thấy không? Mình bắt cái dây vô cái cổ này, mình câu, đây là câu chim nha mọi người chứ không phải là bắt là cái gì chứ. Câu chim chứ không phải là đào hang hay là bắt chim gì hết. Đã câu ra thành công nha. Mình quay một tay á bắt nên nó hơi khó một chút, mình cũng cảm đó. Đó, bắt ra thành công rồi. Giờ để mình leo xuống nha, leo xuống này xem thử con này là con chim gì nha. Đây mọi người thấy không, mọi người có biết con chim này là con chim gì không? Mình nghĩ nó là con sáo hay con cưỡng gì á mọi người ạ. Rất là tuyệt vời luôn, rất là dễ câu. Mình câu nó câu chim nó như dạng dạng như câu thằn lằn nha mọi người ạ. Bây giờ mình bắt, mình gỡ cái dây ra, cái cổ nó ra cho mọi người xem nha. Đây là cái con sáo mà mình bắt nó ra lúc nãy nè. Đó, đó. Mình nghĩ nó là con sáo mọi người ạ, tại vì mình đã từng thấy con sáo rồi. Con này chắc chắn là con sáo luôn. Con sáo này sáo đá hay sáo gì đó mình không biết, không rành cho lắm, không rành về con chim rồi lắm. Đó, đây là câu chim nha mọi người nha, mình câu nó ra ngoài luôn, mình câu nó ra chứ không phải là đào hang ra rồi bắt. Đào ra thì hang rất là sâu mọi người, nó bằng cả nửa mét luôn á, nó dài á, nó đào hang sâu để nó làm tổ hay là nó vô nó nghỉ mát gì đó mình không biết, mình thấy nó ở trong đó thôi. Nhưng mà ở trong tổ là không có trứng nha mọi người nha. Mình nghĩ là một là nó vô nó làm tổ, hai là nó vô nó nghỉ mát thôi. À, nó vừa mới làm tổ, nó vừa đào để cho mùi sinh sản của nó. Mình thấy có một con chim 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 đực ở ngoài kia nữa. Đây là chắc là con mái rồi, ghi là con trống ngoài kia. Mình làm tất cả những clip á mà cũng có rất nhiều bạn chửi nữa mọi người à. Nói thì mình bắt rồi giết nó tầm lum tà lơ hết á. Thật sự là mình không có giết bất cứ một con gì hết nha mọi người nha. Mình chỉ làm clip cho mọi người xem thôi, chứ mình không có giết luôn. Mình không giết bất cứ con gì luôn, mình bắt chim về mình cũng không bắt luôn. Mình chỉ làm clip giải trí cho mọi người xem rồi mình sẽ trả nó về với thiên nhiên nha. Giống như con chim này cũng vậy á, con chim này là con sáo. Nếu mà mình đem ra ngoài tiệm mình bán là cũng được 70.000 một con đó mọi người ạ. Người ta nuôi nuôi cảnh á. Đó. Đây là con sáo mọi người, con sáo đây mình nuôi nó biết nói mọi người ơi. Nó biết nói luôn.
mình chắc chắn đây là con sáo rồi, tại vì mình thấy nó rồi. Mình làm clip giải trí cho mọi người xem xong á, mình sẽ thả nó đi luôn. Mất công mọi người nói là mình nói xạo này kia rồi bắt về làm thịt hay là bán hay là nuôi này kia đó mọi người à. Nhưng mình không có nuôi nha mọi người nha, tại vì mình không có thời gian, mình đi làm suốt à. Mình có thời gian một ngày á, thì nếu mà một ngày mình có một ít thời gian thì mình đi làm clip cho mọi người xem. Bây giờ mình chuẩn bị mình thả con sáo này đi nha, cho nó bay về thiên nhiên đó nha. Tại vì có con quài kia gà bồ nó hay là chồng nó gì mình không biết nha. Đó, đang đứng đợi bên kia kìa. Bây giờ mình thả nó đi. Bây giờ mình cảm ơn con sáo này nha, đã hỗ trợ mình quay clip này. Quay clip này cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình luôn. Bây giờ mình thả nó ra cho nó bay đi nha. Nó bay đi rồi. Có bồ nó bên kia đón nó bên kia kìa. 1 2 3. Đó. Mình đó, nó kêu, nó bay đi rồi, nó kêu mọi người. Đó, mọi người thấy nó bay đi không? Đó. Nó bay đi mất rồi, mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Nếu mọi người thích video này, mọi người like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Có 2 con thấy không? Xa quá không thấy mọi người à. Tại vì rất nhỏ luôn. Mình vừa mới thả nó ra là có con khác bay đó đón nó đi liền. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Bye bye, hẹn mọi người ở video tiếp theo.